Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Hành Trình Sức Khỏe. Và tôi là bác sĩ Tuấn. Hiện nay thì y học hiện đại vẫn chưa tìm được thuốc đặc trị cho bệnh gan nhiễm mỡ. Đây là lý do khiến cho nhiều người họ lo lắng liệu bệnh gan nhiễm mỡ có chữa dứt điểm được hay không. Trong video lần này thì tôi sẽ chia sẻ cụ thể hơn cho quý vị trong chương trình Hành Trình Sức Khỏe của tôi. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu bệnh gan nhiễm mỡ là gì. Gan nhiễm mỡ đó là tình trạng mà lượng mỡ chiếm hơn 5% trọng lượng của lá gan. Sẽ có hai nguyên nhân chính gây ra gan nhiễm mỡ. Thứ nhất là do bia rượu, và thứ hai là không phải do bia rượu, hay còn gọi là viêm gan nhiễm mỡ không do rượu. Và theo một thống kê của Bộ Y tế năm 2019 thì có đến 90% người nghiện rượu bị gan nhiễm mỡ. 50% trong số đó sẽ tiến triển thành xơ gan và nặng hơn là ung thư gan. Và có khoảng 30 trong số các trường hợp mắc gan nhiễm mỡ không do rượu sẽ tiến triển thành viêm gan mẹ và xơ gan. Ở giai đoạn đầu thì tình trạng gan nhiễm mỡ sẽ không gây ra các triệu chứng cụ thể nào hết, thưa quý vị. Và nó cũng chưa ảnh hưởng nhiều đến chức năng của gan. Tuy nhiên, theo thời gian, nếu chúng ta không có biện pháp can thiệp cũng như là không điều trị sớm thì bệnh sẽ tiến triển phức tạp và dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh. Tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ luôn cho quý vị đó là nguyên nhân chính gây nên gan nhiễm mỡ. Đầu tiên là uống bia rượu. Khi uống rượu bia vào cơ thể thì có khoảng 10% lượng cồn được đào thải qua đường nước tiểu, đường mồ hôi và đường hơi thở. 90% còn lại thì nó sẽ được chuyển hóa và giải độc tại gan. Do đó, nếu chúng ta dung nạp quá nhiều lượng rượu bia thì nó sẽ làm hủy hoại các tế bào và gan sẽ nhiễm mỡ, và các bệnh lý khác ví dụ viêm gan này, tăng men gan này, xơ gan này. Đó. Thứ hai đó là phải kể đến là người béo phì. Những người béo phì sẽ có nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ rất là cao, nó cao hơn so với người có cân nặng bình thường. Có đến 95% người bị béo phì mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Khi mắc bệnh thì gan nhiễm mỡ ở người béo phì cũng sẽ tiến triển rất là nhanh hơn so với người bình thường, thưa quý vị. Thứ ba là người bị bệnh tiểu đường type 2. Theo nhiều nghiên cứu thì có khoảng 30-60% bệnh nhân bị tiểu đường sẽ có bệnh kèm đó là gan nhiễm mỡ. Tiếp theo và phải kể đến là rối loạn mỡ máu, hay còn gọi là rối loạn lipid máu. Những người có chỉ số triglyceride hoặc là cholesterol trong máu cao sẽ có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Tiếp theo đó là giới tính và tuổi. Người lớn tuổi sẽ có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ cao hơn, và tỷ lệ mắc gan nhiễm mỡ ở nam sẽ cao hơn 2 lần so với nữ giới. Một yếu tố không thể không kể đến, thưa quý vị, đó là cái lối sống này và sinh hoạt. Nếu mà chúng ta có những cái đó mà nó thiếu khoa học á, thì những người mà thường xuyên họ tiêu thụ thức ăn nhanh này, họ ăn đồ ăn chiên rán, họ ăn nhiều dầu mỡ và đồ ăn chứa nhiều đường, kèm theo đó là họ lại lười vận động, cũng như là qua đó sẽ tăng cái nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ. Vậy thì gan nhiễm mỡ có điều trị được hay không? Nhiều bệnh nhân đã hỏi tôi, thì tôi chia sẻ luôn cho quý vị là gan nhiễm mỡ hoàn toàn chúng ta có thể kiểm soát cũng như là điều trị khỏi nha quý vị. Tuy nhiên, hiệu quả điều trị cao hay là thấp thì nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều yếu tố. Ví dụ như là về mức độ bệnh này, về nguyên nhân gây bệnh này, về sức khỏe hiện tại của người bệnh, và cuối cùng là phải phụ thuộc vào sự tuân thủ điều trị của người bệnh. Và điều đáng lo ngại nhất là hầu hết các trường hợp mắc gan nhiễm mỡ không có hoặc là sẽ có rất là ít triệu chứng, và triệu chứng nó sẽ không rõ ràng, cho nên là bệnh ở giai đoạn đầu sẽ rất là dễ mà chúng ta sẽ bỏ qua. Gan nhiễm mỡ tiến triển âm thầm và tiến triển rất nhanh. Khi bệnh bước qua giai đoạn muộn thì việc điều trị là khá khó khăn và nguy hiểm. Nguy cơ sẽ phát sinh nhiều biến chứng nguy hiểm là rất là cao, thưa quý vị. Và ngoài ra, thông thường thì gan nhiễm mỡ chỉ phát hiện tình cờ khi chúng ta kiểm tra sức khỏe định kỳ hoặc là thăm khám các bệnh có liên quan. Và do đó, mỗi người chúng ta nên kiểm tra sức khỏe gan định kỳ 6 tháng hoặc là 1 năm một lần. Đặc biệt là những đối tượng có nguy cơ cao như tôi vừa kể trên, đó là người béo phì này, người có rối loạn chức năng gan
hoặc là cholesterol trong máu của họ cao, người bị tiểu đường, vân vân. Qua đó để chúng ta có thể phát hiện sớm các vấn đề bất thường về các bệnh lý có liên quan. Và qua đây thì tôi có một vài lưu ý khi quý vị điều trị gan nhiễm mỡ. Vì chưa có thuốc đặc trị gan nhiễm mỡ nên các phương pháp điều trị hiện tại tập trung giảm các triệu chứng của bệnh và tiếp theo đó là ngăn ngừa các biến chứng của bệnh. Thì do đó nếu mà xuất hiện các triệu chứng ví dụ như là quý vị người rất là mệt hay thường xuyên mệt mỏi này, quý vị chán ăn, rối loạn tiêu hóa, đặc biệt là quý vị có vàng da, vàng mắt, thì bụng quý vị tự nhiên lại to lên bất thường đó, thì quý vị cần phải đến cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám, chẩn đoán cũng như là điều trị kịp thời. Và thêm một vài lưu ý nữa đó là quý vị trong quá trình điều trị hãy tuân thủ nghiêm túc theo phác đồ điều trị của bác sĩ. Và tùy theo từng trường hợp mắc gan nhiễm mỡ cụ thể mà bác sĩ có thể chỉ dùng thuốc hay là chúng ta không dùng thuốc, nhưng cái lối sống cũng như là nghỉ ngơi, vận động thì quý vị phải tuân thủ theo đúng chỉ định của bác sĩ trong việc dùng thuốc, tránh cái tự ý chúng ta dùng thuốc bên ngoài, chúng ta đổi thuốc hay là chúng ta ngưng thuốc thì nó sẽ gây ra các tác dụng phụ và các biến chứng không mong muốn. Số 2 là quý vị hãy xây dựng một lối sống, một chế độ sinh hoạt lành mạnh. Chúng ta cần bổ sung các thực phẩm giàu chất khoáng này, giàu vitamin và có thể là giàu cả chất xơ, như các loại là trái cây này, rau xanh này, cá, các loại thịt, mà đặc biệt là thịt trắng nha quý vị. Và quý vị hãy tránh xa những các loại thức ăn nhanh, các loại thức ăn nhiều muối, nhiều chất béo, nhiều đường. Và chúng ta nên bổ sung đầy đủ 2 lít nước mỗi ngày. Và cũng tùy vào cơ địa mỗi người nữa, có thể phải là hơn 2 lít đó. Đó. Ngoài ra thì hãy tập thể dục đều đặn. Đây là một trong những yếu tố rất là quan trọng để chúng ta kiểm soát cũng như là cải thiện bệnh gan nhiễm mỡ. Và người bệnh cần phải tập với một cường độ nó thích hợp. Và cuối cùng thì quý vị nên là ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày và giữ tinh thần của chúng ta luôn vui vẻ, luôn lạc quan, tránh các yếu tố ví dụ như stress này, là căng thẳng này, để chúng ta có thể kiểm soát bệnh gan nhiễm mỡ hiệu quả hơn. Và cuối cùng quý vị hãy tái khám theo lịch của bác sĩ và tiêm ngừa vaccine viêm gan để có thể bảo vệ gan. Và vừa rồi thì tôi vừa chia sẻ những thông tin xoay quanh câu hỏi là bệnh gan nhiễm mỡ có điều trị được hay không. Thì như những gì tôi vừa trả lời thì quý vị có thể biết được là gan nhiễm mỡ hoàn toàn chúng ta có thể điều trị và có thể kiểm soát tốt nha quý vị. Chúng ta nên bổ sung thêm nhiều thứ để có thể là hỗ trợ tăng cường chức năng gan đó. Và thêm một câu nữa, nhiều bệnh nhân cũng hỏi tôi là có nên sử dụng thực phẩm chức năng hỗ trợ gan hay không. Thì cái này cũng tùy vào cơ địa của mỗi người cũng như tùy cái tình trạng của mỗi người. Quý vị hãy hỏi chính bác sĩ điều trị của quý vị cái loại mà quý vị đang sử dụng, tránh tình trạng chúng ta sử dụng tràn lan địa hải nha quý vị. Và hiện tại cũng có rất nhiều thực phẩm họ giả trên thị trường, cho nên là quý vị hãy lưu ý vấn đề này. Vừa rồi thì tôi vừa chia sẻ cho quý vị nội dung ngày hôm nay, và một lần nữa tôi xin nhắc lại những gì mà tôi chia sẻ cho quý vị, những lời khuyên thì chỉ mang tính chất tham khảo và gợi ý. Quý vị hãy lắng nghe trực tiếp ý kiến của bác sĩ điều trị của quý vị để có thể tìm ra phương án điều trị phù hợp nhất. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình Hành Trình Sức Khỏe.